đâu có dao đánh cho nghe nha. Nãy người ta. Hành trình đi từ Sài Gòn tới đây mệt không? Quá mệt. Ủa, sao mệt? Kể kể ngay. Quá vui nữa, lên đây thấy cảnh đẹp nè, người đẹp nè. Luôn người đây. Người dễ thương. Người đây. Người đẹp nhất nè, đứng ở trên là hay gãi nè. Đó. Thánh gãi. Vừa đi, vừa cười, 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 đứng đây, cười, đứng đây. Có những lầu mà cái đầu xuống dưới là sao rồi á. Em khỏe mà. Em khỏe mà. Đứng ra luôn đi. Rồi tay đặt xuống lưng của anh. Đúng rồi, cái nhìn thẳng vào nhau thôi. Đúng rồi, cười tươi.
sát vào nhau, sát vào nhau, đến mũi nhau. Nào mình cứ kể ra. Chị tay đi. Chia sẻ clip này nên rộng rãi nha.